Ông gà làm vườn nó nhỏ không à, chán rồi, cái này chơi vườn bự luôn. Cái miếng mày lớn này là làm vườn à. Rồi để đi. Thì đúng mấy cây lục bình mới được, hai cây à. Rồi, bữa nay mình làm vườn là mình chơi nguyên hai cây lục bình luôn nha các bạn. Đã vườn khổng lồ luôn. Không biết bài nổi không đây. Cái này cắt vui. Rồi gió. Ở gió này mà hồi thả diều mới đã nè. Không. Cái đầu không biết nữa. Hả? Rồi, cái phần này mình sẽ cắt ra làm cái đuôi nha các bạn. Rồi bây giờ mời các bạn theo dõi hai anh em mình làm cái diều này nha. Nhiều biết sao thả nổi rồi nữa. Em ơi sao cái này nó lật lên lật tới lui lắm. Cây nè, lật vậy. Cái con diều này mà thả mà yếu là chừng nó thổi đi luôn nha các bạn. Vậy đi theo con diều luôn. Ông gà làm diều nhỏ nhỏ không chán quá. Hôm nay sẵn mày ruộng trống kìa. Chơi nguyên con diều bự thả cho nó đá một bữa. Rồi, xong cái thân rồi, bây giờ mình sẽ đi làm tiếp tục cái đuôi cho nó. Cũng lấy dây chì này mình câu mấy cái đuôi lại. Làm cái đuôi dài thì dài luôn. Rồi mình đã làm xong cái đuôi luôn rồi. Bây giờ mình chỉ việc cột dây cho thôi. Cái này bỏ đi. Nè, có nhiều nè. Đúng rồi. Các bạn thấy gì mình sao các bạn? Bự không? Rồi, xong rồi các bạn ơi. Mình làm xong con diều khổng lồ rồi, nó bự quá trời không biết làm sao thả nổi đây nè. Là cái đuôi dài lắm á. Thấy cái đuôi sao chưa? Như nó rồi. Như ôm tiếp rồi. Cầm đi. Ờ giờ mình đi thả diều nha các bạn. Rồi các bạn ơi, con diều xong rồi, bây giờ là cột dây thả thôi. Mà không biết nó bay được không, nghe quá trời bự rồi. Trốn rồi. Nắng quá trời nắng các bạn ơi. Làm diều chưa đây trốn nắng luôn. Diều này thả mới đã nè, không gà thả diều nhỏ nhỏ luôn mà không có đã. Đó, cái đuôi dài kỹ lực luôn. Rồi, chuẩn bị bay thôi. Được rồi Lâm ơi. Thả luôn đi. Thả luôn, thả dây luôn. Đó, bắt đầu diều cắt cánh rồi nha các bạn. Buông tay. Buông. Lưỡi. Cầm ngang lại trời, thả từ từ ra. Ồ. Cái gì vậy, bị gì vậy? Hả? Từ từ nó lên lại à. Xả dây thêm ơi.
Xả dây lên, lên cao đi, lên cao chứ đầm lại hả? Rồi xả dây ơi. Xích lên nè, xích lên nè. Lên đây nè. Ê đừng 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 đừng. Đi xích lên nè. Xích lên mới thả dây được. Nó hơi bị nặng bên rồi các bạn ơi. Nó nặng bên là do cái đuôi của cái cây á. Ghi không nổi luôn, con dây bằng ngón tay vậy. Lên luôn rồi đó. Diệu bự rồi các bạn ơi, kìa. Bay kìa. Đi xích lên đi, đi xích lên đi. Quá dữ, con diều khổng lồ cái đuôi dạch thòn luôn kìa. Thả dây thêm, thả dây thêm. Ô, con diều bay tốt luôn các bạn ơi, đầm đầm cực kỳ luôn nha. Rồi, xong buổi thả diều nữa rồi mọi người ơi. Thấy con diều mình bay đẹp không? Diều bự chà bá luôn mà nó bay được hay thiệt. Cũng mấy anh em làm nguyên buổi trưa. Giờ mình cũng cuốn diều vô rồi, đi về thôi mọi người ơi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video thả diều của mình nha. Chào tạm biệt mọi người nha.